Bảo nhang Phước Úc khởi tương yên, tuy khi sung nhan giả chí thành đăng bảo an, nguyện đệ tử đắc bình an ni, Việt Nam thủ nền an vương thất chuyển pháp luân, Phật Nhật tăng huy, kim niên kim nguyệt nhật thì đệ tử tâu quỳ Phật thánh mười phương, nước khói hương trên đàn giải thoát, thoáng mùi hoa ưu bát thơm bay, trói hiệu Phật nay gì đà, ngự trước tòa lưu ly bảo điện, Phật Thích Ca ứng hiện dưới trên cửu long ý, phun thủy quỳnh tiên ca ý đàn, đức tòa thì ngai vàng sợ sợ ơi, phóng hào quang rực rỡ vân niên,
tiền tả hữu ý. Bồ Tát Tăng Thiên Già Na, Đức Hộ Pháp Di Đà Thiên Tướng, Vận Thần Thông rằng hiếu đạo chúng toàn nào
nào phải tiền
cờ diệu ông về chứng đàn diệu. Vàng mã dâng lên kim ngân vàng mã ung lên y đức ngông tàu đối để chép biết rõ ràng phê cho đệ tử bình an chư phu chư quý khang đinh thọ trường phê cho sống đôi đường mùa xuân cầu lộc tu đông cầu tài mùa hạ tống ấy trừ tai. Thank you.
cuốn lâm nở núi lắc đầu hay cạn sông.
đặt tên chú Nguyệt Hồ tin đưa về tới kinh đô. Đồng gia tín chủ xin bà chỉ cho chúa truyền các ghế và thank you.
công hề trọng khinh ngày nay chuôn loan sang được đua cha quẻ bói chúa không sai quẻ nào chúa mới mà bói răng nghi phần mộ tóc cao âm dương đồng chạm mà thế nào à chưa có nguyệt hồ dân cửa nhà
xa xử hộ anh đồng đồng xa chủ xin đi bà chỉ cho. Đồng đồng trình xong mới được bình an. Từ sinh nghi vật văn ni hạ trong nhà khi hư Phật còn kém đi toàn xa tới tỷ đường mà tài lộc mà sinh đi địa lý hay huyết mộc nghề tùy khí thuận phong ý. Sát quỷ của lớn sự tình sóc ta
cờ diệu quang minh chiếu từ trung ngã đi tam cung giả kỳ phổ hoàng lần còn thánh chúa thiên trung thượng văn sớ dâng lên thượng lai văn sớ dâng lên đi trình quan đệ nhất để chép biên rõ ràng phê cho tiên chủ bình an chư phu chư quý tham tinh thọ dường về cho dung mạch tôi đường đại khai sĩ kính minh như nhật nước hoa vi bằng thế giới trong chất niệm hiệu nhiên siêu mạnh quách thiên khai văn vật đồng là viên thông dòng nhàn pháp rơi đổi vô su bất hàm song nhân nhân lai phù túc phật vật vật đồng viên thông dân lá sơ hồng người trần gian gót dân lá sơ hồng để trước công đồng phật và thánh chứng minh ngài về giáng quốc luôn
Quỳnh Quế đôi bên nổ trống tiếp chiều để con anh ta kéo cầu mở phủ cho nhà họ Doãn đêm nay ha. Vâng mệnh hoàng tiên điều thầy, vâng mệnh hoàng tiên Phật văn thanh chỉ truyền đi sang thế dương gian. Ông về chức chủ chức đàn thiên địa thủy nhạc, đức ông tấu trình tấu lên cho giới thiên đình. Dừng lễ đàn duyên rước ngài về, dừng lễ đàn duyên khuôn phủ đệ tử thiên sân hải hòa đồ cho đệ tử bình an. Phật tường bụt hoa biên chém xa hương lòng thanh đổi công danh ơn nhớ cửa thánh ngọc hoàng ân đem đến tận nơi ơn trên quan lớn xét soi. Giờ số tam tào chép biên, giờ số tam tào ghi tên chép họ vào trong sổ tay sổ la của mẹ của cha. Soi sáng trong lòng tiếp lộc ban tài ngài về, tiếp lộc ban tài thứ nhất lộc hoa, thứ nhì lộc quả, thứ ba quan cho lộc tiền. Lại nở ra rồng trứng rồng, lại nở ra rồng hạt thông, lại đầy trời thông dương ra bốn mùa phòng. Lấy ở thượng thiên cho đức tiên, lấy ở thượng
tắm cho chim viên sạch cánh lầu lầu nước này của mẹ của cha.
truyền ban các quan ông về truyền ban các quan tả văn hiệu võ lương ban lão đàn tả sai binh bộ binh tùy nếu sai binh bộ xa đi ầm ầm cờ thần chân giữ năm phương đại khai chi kính minh như nhật thứ qua vì bằng thế giới trung nhất điểm điệu yên siêu bạch với thiên gai vạn vật tổng viên ông đề nam thiên tao sớ bắt đề nam thiên tao tấu về cho tới cũng cao đến đỉnh đầu về từ thế long tình đôi chữ chàng sinh phê cho đôi chữ chàng sinh y cửa nhà phú quý khang linh thọ trường phê cho dưỡng mạnh đôi đường mùa xuân cầu lộc để thu đông cầu tài mùa hạ tống mạnh trừ tai pháp
pháp nhẫn do quang tục quê nhân sực viên du thân nhân mình như nhật chiêu di thể hoàn đồng dòng nhan pháp sinh đội vũ số bất hà dòng phương tỉnh như lai điểm khai khai thân nhân chiêu quang minh khai nhị thính thanh khai khẩu ông minh thuyết khai tâm tâm hoan hỷ khai túc năng bộ mạnh dòng nhan tập kỳ diệt quang hiệu chi hình nhân làm lê kéo cầu ngài về làm lê kéo cầu cầu đa bắc bắc dài theo quan từ nay thoát khỏi gian nan dần tay mình dùng ngài về chấm linh nhận đồng Thank you.
trông lên thấy tòa vàng san sát, không đâu bằng nhang khói long lanh. Trăm bông hoa đua nhụy trên cành, sơn trang san sát quê Quỳnh Bà. Quản tam giới quyền quang giám sát, lương càn khôn lặng lặng quát trong tay ngơ. Không thừa đến lệnh xưa nay, quyền quang giám sát trước giày thiên cung. Số hội đồng một tay nằm giữ, số trần gian sinh tử xót ai. Có phen ngừa cảnh bốc tay, rút dậy tội phước cân người tội con. Mưa tuôn khói hoa dần u dày vàng. Hợp bản hoang, hợp bản hoang, đình thần ca tục, chén rượu lòng quan chú chân. Trên đầu gió mát trăng thanh, đàn ca sáng trời xeo quanh sân. Cờ tiên xa vi, diều yêu đi, tiểu nhị phong chi. Ngắm xem mê hoa cúc hoa quỳ, hoa lan huệ tư kỳ bách hoa. Xa thêm ông hành phố hành phong, đâu đâu đều phục tình làm tổ. Vạn tiêm trong nghi, vạn tiêm trong bốn phương trời sấm đập. Cờ thiên môn lồng lồng quy quan, ông chính ngự ngai rồng, thống chi tam giới ngọc hoàng sắc phong. Ban hiệu vị, ban hiệu vị quân tổng quan giám sát, quyền quản cái phố cát đồi ngang. Võ thời vi tượng quan văn thời sáng vất mạnh đã thay là suối reo rắt nhạc hoa diêu giặt, chim gọi bầy diêu xít non xanh. Bằng nghe thác rội đầu bình, nhát trong chim yên muốn mình lượn thoi. Thượng đẳng thần đề nghị tôn quan,
dù ai hiu sự kêu van kêu quan giám sát cửa nhà an khang. Thành ra thái tử đê tam phong tôn thần con lớn thái tả tử đê tam phương phi diệt mà ô lòng nhàn gì đức gồm vẹn ấy nghi thung dung nghi hoa mắt bẩm sinh thành tự chất nghi ấy sống nhà hình mời thái tử đệ phi phương nghi diện màu sông nhàn ý khác thường ý hồng đôi đường mùa xuân cầu lộc đệ thu đông cầu tài mùa hạ tống nó trừ tai vâng mệnh hoàng thiên điều thời vâng mệnh hoàng thiên phật thanh chỉ truyền thì sang thế dương gian ông về khai phủ khai đàn thiên địa thủy nhạc tôn qua tấu trình tấu lên cho tới thiên đình nhật đồng chấp linh thường trình vua cha tấu lên các phủ các tòa lịch sự tóc mây sương già rẽ môi bụng mái sương già đi chơi phố cát lúc về đôi ngang lệnh truyền bắt bộ sơn ra
dù năm tao chép biên mờ dù năm tao ghi tên chép họ vào trong sổ tay dù là của mẹ của cha. Cho gió cho mây quạt này, cho gió cho mây tu xong hoa lễ, hay hay má hồng gương kia soi sáng trong lòng. Lộc ban tài ngài về tiếp lộc ban tài, thứ nhất lộc quả, thứ nhì lộc hoa, thứ ba con cho lộc tiền. Tam tài sinh ngã lai, tam tài dương ngã lai, đất an tam hồn định nhị an thất phách linh, tam thể được hương sáng bệnh vị đắc bình an. Thank you.
nhan khai khoang thập kỳ diệu quang miên chiếu từ trung ngã tích tặng cung giang kim phục hoàng thân khẩn thánh đế tiên cung vương. Lai nở ra rồng trứng rồng, lai nở ra rồng hạt thông lại đây trời tông dương ra cho bốn mùa hoặc lặng an quang. Tiếp lộc ban tài ngài về, tiếp lộc ban tài thứ nhất lộc lộc hoa, thứ nhì lộc hoa, thứ ba quan cho lộc đầu tiên. Hoa tươi quá tốt lấy trên công đồng về đợi từ bình an. Cấp thực cho đồng ngài về, cấp thực cho đồng, cấp ngân cấp xuyên cho đồng từ đây đổ cho qua bên sông mê. Cấp ngân cấp xuyên cho đồng từ đây đổ cho phúc đạo ta xa, bao nhiêu hàn ách đồng ra hải ngoài đổ cho ra chạy cái tay dài chút cho đồng ngài về chạy chút cho đồng. Tâm an lạc mệnh mệnh vì vì bình an độ cho phúc đẳng a sa. Cắt tóc làm tôi lối đời, cắt tóc làm tôi trên theo Phật hay dưới theo đồng tẩy dốc, một lòng không dám đơn sai hơn trên tiếp lộc ban tài. Trải chuốt cho đồng ngài về, trải chuốt cho đồng gỡ đi cái bụi của người trần gian độ cho phúc đẳng a sa. Tẩy hết bụi trần nước tiên, tẩy hết bụi trần thanh cao rồi lại mười phần thanh cao. Sổ chép biên phê cho chữ mừng, phê cho chữ son bỏ đi chữ mừng độ cho họ dọn bình an thân không an lạc tan vào bình an đời đời phúc đẳng a sa. Mở diễn khai hồ rước ngài về, mở diễn khai hồ độ cho đệ tử muôn phản tốt tươi nước tiên lấy ở sông Dâu, lấy ở sông Dâu nước tiên lấy ở sông Dâu mang về mà tắm sạch trong lầu lầu bốn mùa xuân hạ thu đông. Phúc đẳng a sa.
hồn tình nghị an thân phách linh. Kiểu vị tam đầu dâng lên, kiểu vị tam đầu ngài về tông đôi chúa phê rõ ràng phê cho họ dọn bình an. Do quan tục bề nhân sự viên trung thân nhân mình như nhật chiêu di thể hoàn đầu dòng nhà pháp dưới tội vô số bất bất dòng ngàn
trình giang tân doanh ngất sợ bắt mi anh vần hồng soi ra tòa nam minh ngài con vua thoái quốc đâm đình nghi để tan thái từ giáng sinh ngôi đền dân dầu rực rộn nơi thiên đường thoái phụ phép mẫu hoan phép mẫu hoan tôn tu anh linh lệnh chiến thủy bộ chư dinh dinh tề đại giáp trời biển nhân gian trong cầm cành chiêng vang oi
nghi lốt xanh vàng, lốt xanh vàng chim nổi môn. Triều đình văn võ bá quan đi sai lên đón rước vương hoàng vào trong. Ngự giờ lâu, ngự giờ lâu phát lời nhân hô, kịp sai lên, kịp sai lên cứu sơ chân gian. Một tay thái tử đệ tam cứu sinh cung lắm quân lớn dài hoàn cung đi.
Chuyển phát các quan ngài về, chuyển phát các quan tả văn hiệu võ, lương tan táo đàn lệnh chuyển văn võ đôi hà. Thiên binh vạn mã hằng hà kéo ra lệnh chuyển thiên đôi vạn cơ. Văn sơ dâng lên thượng lai, văn sơ dâng lên đi trình quan đệ tử để chép biến rõ ràng phê cho đệ tử bình an. Dũng mãnh đôi đường mùa xuân cầu lộc để thu đông cầu tài mùa hạ tông mãnh trừ tay. Về dựng lễ đàn duyên hương phủ đệ tử, thiên xuân thọ trường độ cho mãi mãi bình an. Giờ sổ Nam Tào chép biên, giờ sổ Nam Tào ghi tên chép họ vào trong sổ này, sổ là của mẹ của cha. Này cho gió cho mây tu xong hoa lễ, hay hay má hồng gương kia soi sáng trong lòng. Tiếp lộc ban tài ngài về, tiếp lộc ban tài thứ nhất lộc hoa, thứ nhì lộc hoa, thứ ba quan cho lộc tiền. Không lầu lầu nước tiên lấy ở công đồng, lấy ở công đồng cho nước tiên, lấy ở công đồng bát công đức thủy, ghi danh đời đời từ con khấn vai tàu thủy. Tưới lên cây đức đâm năm sồi nở hoa xuân hạ bốn mùa thu đông. Dân nan quốc thái sướng ca chơi bời quân tần, phải đâu chú tôi trên thuận lòng dài, dưới đẹp lòng dân hội đồng ba phủ nghiêm quân. Làm lễ cuốn cầu quan về, làm lễ cuốn cầu dẫn chính đệ tử qua cầu nguy lăng. Cầu ô đa bắc bắc dài theo quan từ nay thoát khỏi gian nan. Trầm linh nhận đồng dưỡng ngày về, trầm linh nhận đồng đổ cho họ doan, muôn vàn tốt tươi đổ cho vào quần tiên. Vào hội quần tiên ngày về, vào hội quần tiên đổ cho đệ tử muôn vàn tốt tươi. Đây ra làm mừng đệ tử
tử cung tiên. Đệ tử cung tiên nay con ra làm đệ tử cung tiên, trên theo Phật thanh, dưới theo đồng thầy, dốc một lòng dám đơn sai. Phục tỉnh Như Lai điểm khai hai thân nhượng, thân nhượng chiếu quang minh, khai nhi nhi thính thanh, khai khẩu thông minh thuyết, khai tâm tâm hoan hỷ, khai túc năng cổ hành song nhan thần kỳ diệu quang viên chiếu hình nhân. Lịch sử
vốn đặc. Từ cổ nghe gì lại bao phèn xuất nhập trang đài đào lòng quê huệ xuống vầy nghỉ xương.
dân ra ngoài phải cho nghiêm chỉnh và hộ đạo tràng chuẩn bị làm mát cho nhà họ Doãn hát. Đem về mà chân nhì ai còn à, toàn chục cả đi ra riêng ai còn hạ chưa qua kiều qua đây cũ bách đà đi lũy xây thành khắp biển duyên hải sông tranh ca nước ngờ lòng tung hoành dũng lượng cánh non bồng bồng nước nhược bồng 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 đường anh hào cổ lừng lầy ấy khắp mọi miền đã dậy thân cơ muôn dân đâu đó vân vân chân.
sóng tuôn trào. Quần chạy về trong phủ Ninh. văn tiên thanh trên ngàn nền
đông cuồng tuần quan đàn chim bay bay về cánh khuya nguyệt lặn sao tàn cõi xanh ban nguyệt khoan đi khoan trèo vào gặp gành đồi thấp núi
giữa núi và bát ván trên sườn dòng về mát vắng vọng về miền xuôi dốc 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 trên sườn núi sau lưng đèo người mèo ca đi dốc 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 trên sườn núi sau lưng đèo người mèo ca đi một tuần nghe nghi ơi nghi à ơi nghi à dòng nhang khai quang thập kỳ diệu quang minh chứng đàn diệt ác tăng cúng giang kim phụng hoàng tân cận thanh chúa thiên trung vương à à răng khói tòa nhạt nhòa sương sông sương mù chiều ngả mây trôi lá trầu lấy ở vườn sau câu con trong mẹ để kính dâng lên trong nghi chầu tên cánh phượng lung linh nghi ơi nghi à ơi nga hà chầu nghi chỉ nghi con mới dâng lên trước trình con thánh sau trình vua trai rồi trình lên tứ phủ chầu bà ấy nghi à ơi nga sinh lên tứ phương dầu bà hồi đồng hoan lớn trình tòa sơn sang dầu trình lên đăng giá chín đàn ý a trình nhì lên rồi trình lên tứ phủ châu bà hồi đồng hoan lớn trình tòa sơn trang nghi rồi trình lên tứ phủ ông hoàng ông bơm bảy ông mười nghệ an nghi rồi trình lên ô thanh cô nghi ơi nghi nhà ơi nga hà sáng ngắn tòa bóng cho đồng đồng sáng bóng lịch dốc một lòng không đơn sai ơn chim dù bà tiếp lộc bát tài ý lòng hơn người trên theo việc thánh dưới theo đồng thầy dốc một lòng không dám đơn sai ơn nghi a ơi nga hà bạn đến đây
đem cho chăn bò đường sâu sáng ở đời, đem cho các kế đời đời sâu sáng. Lộc hơn người sẽ là thánh gia hội cũng xin cả họ cho một tràng phá vỡ tay.